Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên nước số tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thể chế hóa quan điểm nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, thiết yếu phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2023 trên các lưu vực sông đảm bảo nước sản xuất và sinh hoạt tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hàng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thể chế hóa quan điểm nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng thiết yếu phải được quản lý, bảo vệ khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Tài nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Tài nguyên nước phải là cốt lõi trong xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch dân cư, quy hoạch các ngành lĩnh vực có khai thác sử dụng nước, hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Việc khai thác sử dụng tài nguyên nước phải theo quy định về quản lý sử dụng tài sản công. Hiện nay, luật tài nguyên nước sửa đổi đang chỉnh sửa bổ sung, thay thế để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản, tránh trồng chéo. Mặt khác, các cấp trung ương và địa phương cần tăng cường đầu tư, nâng cấp, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, chỉ tiêu đảm bảo an ninh tài nguyên nước, chủ động nguồn nước cho các ngành lĩnh vực sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, giao thông và các ngành sử dụng nước khác. Đặc biệt tăng cường đầu tư, nâng cấp, nâng cao chỉ tiêu đảm bảo an ninh tài nguyên nước trong thu gom, xử lý nước thải và thoát nước, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, vận hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá an ninh tài nguyên nước quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 6647 ngày 14 tháng 8 năm 2023 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ kèm theo tờ trình số 4178 ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang trong các thời kỳ mùa lũ năm 2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến về phương án đề xuất với sự tham gia của đại diện các cơ quan đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tập đoàn Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan ra soát, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng phương án điều chỉnh vận hành theo hướng linh hoạt các yêu cầu về đảm bảo mực nước, trước lũ, các hồ chứa. Trong đó, việc vận hành xả nước các hồ chứa trước khi xảy ra mưa lũ trên lưu vực và đảm bảo yêu cầu dung tích phòng lũ các hồ chứa, an toàn tuyệt đối cho hạ du, đồng thời có phương án vận hành đảm bảo tích nước đủ vào cuối mùa lũ theo yêu cầu đảm bảo lượng nước cho mùa khô năm 2024 và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông, việc vận hành theo quy định của quy trình liên hồ, các hồ thời gian qua đã giúp phần nào giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với khu vực hạ du, các lưu vực sông lớn và cấp nước an toàn phục vụ các hoạt động sản xuất sinh hoạt ở hạ du. Thời gian qua, các địa phương đã thể hiện rõ được vai trò chủ động trong việc vận hành các hồ chứa nhằm đảm bảo hiệu quả việc cắt giảm lũ và cấp nước an toàn cho khu vực hạ du các lưu vực sông. Cụ thể, để đảm bảo hiệu quả trong việc vận hành các hồ chứa theo quy định, đặc biệt là tính tức thời khi xảy ra mưa lũ, hạn hán, thiếu nước, các địa phương đã lập nhóm thường trực với thành phần gồm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban dân cấp tỉnh, Ủy ban dân cấp huyện, xã, khu vực hạ lưu các hồ chứa và đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa, cập nhật thường xuyên liên tục thông tin số liệu vận hành, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, tình hình mực nước khu vực hạ du. Trên cơ sở đó, phương án chỉ đạo vận hành các hồ chứa sẽ được gửi trực tiếp tức thời đến các cơ quan đơn vị vận hành hồ chứa, đảm bảo hiệu quả tối đa trong công tác chỉ đạo điều hành và vận hành. Nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi các bộ ngành liên quan, Ủy ban dân các tỉnh thành phố và các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa trên lưu vực các sông về việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023 trên các lưu vực sông. Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa bão lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa như sau: Đối với các bộ ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hồ thực hiện việc đảm bảo an toàn các hồ và công trình, các hoạt động khai thác sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành các hồ vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy định của các quy trình đối với ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ đối với các đơn vị quản lý vận hành hồ trên địa bàn xây dựng phương án chủ động phòng chống lũ và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ lụt trên địa bàn quyết định việc vận hành các hồ trong tình huống xảy ra lũ lụt bất thường ở hạ du đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư hạn chế hại, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố, tổ chức điều hành vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của quy trình, trong đó thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tính toán quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ kịp thời, đúng thời điểm và thông báo ngay cho các chủ hồ thực hiện và các địa phương đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực, tổ chức quản lý, lưu trữ các lệnh vận hành để phục vụ việc kiểm tra giám sát. Theo quy định tại điều 10 thông tư 02 2022 hướng dẫn thực hiện dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành quy định về đối tượng được hỗ trợ nước sinh hoạt tại chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cụ thể như sau hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống ở xã thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn về nước sinh hoạt hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng chưa có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh phù hợp xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung địa bàn chưa được đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung thì được xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung trường hợp đã được hỗ trợ công trình nước sinh hoạt theo các chương trình chính sách hỗ trợ khác nhưng hiện nay đã hư hỏng nặng không sử dụng được thì được xem xét đầu tư Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là xã vùng cao nên một trong những ưu tiên hàng đầu luôn được xã Khâu Tinh, huyện Na Hang quan tâm triển khai thực hiện, đó là sử dụng có hiệu quả nguồn nước mặt hiện có để đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Cũng như nhiều địa phương khác, những tháng đầu năm 2023, xã Khâu Tinh phải đối mặt với tình trạng hạn hán do lượng mưa ít hơn so với cùng kỳ các năm trước mặc dù phần lớn diện tích đất nông nghiệp của xã chỉ sản xuất được một vụ lúa nước trong năm nhưng vào thời điểm xuống mạ nhiều diện tích đất đã phải chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như ngô lạc hiện trên địa bàn chỉ có duy nhất một công trình hồ chứa nước nên khi vào đỉnh điểm của mùa khô năm nay việc điều tiết nước sản xuất của xã gặp không ít khó khăn với mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất về diện tích trồng lúa khâu tinh đã chủ động triển khai việc điều tiết nước cho các xứ đồng tuyên truyền vận động các hộ gia đình sử dụng nước tưới hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí, đồng thời tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, khắc phục, cải tạo các hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát lãng phí, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm cho cây trồng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối thiểu và các thời kỳ cao điểm về nước của cây trồng đối với thời tiết hạn hán như thế này thì đối với xã cũng đã xây dựng kế hoạch và giao cho ban quản lý thủy lợi là điều tiết nước cho các cánh đồng. thì đối với thôn Khâu Tinh thì chủ yếu là sử dụng một cái hồ chứa nước. Đấy, ngoài ra thì chỉ có những cái tuyến canh mương lấy nước từ các khe các mỏ ra để phục vụ tưới tiêu. Đối với những khu vực mà có nguy cơ thiếu nước thì xã cũng đã xây dựng kế hoạch để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thứ nhất là chuyển sang trồng cây ngô, thứ hai là chuyển sang trồng cây lạc để đảm bảo đủ phát triển kinh tế cho địa phương. Không chỉ gặp khó khăn do thiếu nước sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt của nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã cũng bị thiếu hụt do những diễn biến bất thường của thời tiết năm nay. Theo anh Vi Văn Điểm ở xã Khâu Tinh, Thời tiết những tháng đầu năm mưa ít đã làm ảnh hưởng nhiều tới đời sống của gia đình. Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác phải tận dụng nguồn nước mặt tự nhiên từ các khe suối, cũng như được chia sẻ cùng chung sử dụng nguồn nước từ các giếng khoan trong cộng đồng dân cư. Đồng thời đầu tư xây dựng các bể tích trữ nước để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày. Nước này mình lấy từ cái chỗ đường vào trong tạm đi đi bơm dùng bơm để đi hút ở các giếng khoan như ở trong với lại các mỏ nước ở dưới cuối làng Để người dân được tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt, xã Khâu Tinh, huyện Nà Hàng đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư các công trình cấp nước tập trung nông thôn, đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng, quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn, đảm bảo hiệu quả, bền vững hỗ trợ người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư các công trình cấp nước sạch qua đó giúp bảo vệ sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân vùng nông thôn đảm bảo an ninh nguồn nước và góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững Hiện nay, các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn tích nước để phục vụ cho sản xuất. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hư hỏng để hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra đối với các công trình này đang được các ngành địa phương quan tâm, ghi nhận tại xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn. Hồ Quân Ninh là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất của xã Đạo Viện với nhiệm vụ cung cấp nước sản xuất cho trên 15 hecta đất hai vụ lúa của xã. Sau những đợt mưa lớn vừa qua, lưu lượng nước về hồ đã đạt mức bình quân chung của các năm về trước. Để đảm bảo an toàn công trình, ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi xã Đạo Viện đã tăng cường đội ngũ thủy nông thường xuyên kiểm tra, giám sát mức nước trên hồ cũng như phát dọn thân đập để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường của công trình trong mùa mưa bão năm nay. Với chúng tôi là thủy nông viên cơ sở trên cơ sở lại là trưởng thôn nữa Thế gắn trong công việc thì hàng năm là được cái ban quản lý công trình thủy lợi của xã Thế mời đi để thống nhất triển khai những cái việc phải duy tu bảo dưỡng ví dụ là được cấp tiền nhà nước hỗ trợ thì đưa đồng tiền đó là để làm cho nó đầy đủ đấy, theo yêu cầu của bên ban quản lý công trình thủy lợi xã là phát dọn hay nạo vét đấy là chúng tôi phải thực hiện hàng năm thì mà chủ yếu là theo từng mùa vụ là chính. Hiện nay toàn xã Đạo Viện có gần 20 đầu điểm công trình thủy lợi, trong đó các hồ chứa có dung tích vừa và nhỏ. Nhiệm vụ chủ yếu là tích nước phục vụ nhu cầu dân sinh, tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản và chức năng phòng lũ cho hạ du. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi đã phối hợp với các thôn bản trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết Dự báo tình hình mưa bão của cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn. Bên cạnh đó, triển khai phương án đảm bảo an toàn, vận hành công trình thủy lợi, tiêu nước phục vụ sản xuất dân sinh. Để đảm bảo quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi, ngay từ đầu năm, ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi xã Đạo Viện đã kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn để đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa. Đồng thời tăng cường truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi. Từng thôn một có những thủy nông viên rồi. Thế thì bây giờ là nó chia ra, ví dụ là như ở xóm này là một thủy nông viên thì người ta bao gồm là quản lý một khu vực nguyên cái hồ này. Đấy, thế thì tí tiêu nguyên cái khu dưới này. Để, để 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 tức là bây giờ riêng biệt ra hàng năm nhà nước tức là cấp cái bù thủy lợi phí thế thì là cho bà con lúc khi mà chuẩn bị sản xuất ấy, thì là nạo vét đến thời điểm hiện tại hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đạo viện luôn đảm bảo an toàn đồng thời chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đặc biệt quan tâm những nơi sung yếu để đảm bảo an toàn công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài nguyên nước số tháng 8 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.